Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một món, đó là món khô cá phi. Cá phi hay là còn gọi là cá ngán. Mình về dưới Bến Châu nên mình nghe người ta hay gọi cá phi là cá ngán. Chắc ăn nhiều quá cho nên nó ngán, gọi là cá ngán các bạn ơi. Nhưng mà mùa dịch này á, cá ngán á, nó trở thành cá hiếm rồi đó, không có dễ kiếm đâu các bạn ơi. Nguyên một hâu cá rô phi này nó khoảng chừng hơn 2 kg cá thành phẩm, chắc là khoảng từ 4 kg cá các bạn. Làm bỏ đầu rồi bỏ ruột bỏ vảy với cắt hết, mình hơn 2 kg chắc, hơn 2 kg chắc có 3-4 kg gì á, mình nhắm á, nặng lắm á, nhiều lắm nè bạn. Bình thường thì mình hay làm khô, mình sẽ ướp với có khi là nước gừng xay nè, sả bằm, tiêu xay, rồi các loại gia vị muối, đường, bột ngọt, nước mắm, vân vân. Thích nước mắm thì bỏ, còn không thì muối thôi. Nhưng hôm nay trời mưa quá, lần nào có ý định làm khô là bị mưa liền à, nên mình không có ra ngoài đường mình cắt sả được. Muối với tiêu và sa tế. Khô cá phi. Cá phi này rất là tươi nha các bạn. Cá sống dễ đạch. Rồi cái chị bán cá, chị bán xong chị làm sạch sẽ cho mình ở sân trước á. Đeo khẩu trang làm cá đàng hoàng nha các bạn. Rồi mình một lát sau xong rồi thì mình ra, mình cũng đeo khẩu trang ra rồi mình trả tiền. Xong rồi sau đó em cá vô nhà cạo rửa sạch. Mà ê, cá này không phải mình cạo, em dâu mình nó cạo, hai nhà làm ăn chung á. Nó cạo, nó rửa rồi mình ướp. Chị đó cũng rửa sạch rồi nhưng mà mình phải cạo lại. Người ta bán cá, người ta cũng làm xương xương thôi. Mình kỹ thì mình cạo, mình làm lại nè. Cái này không cần phơi luôn, mình đem ra mình chiên. Rồi ăn bá trái không hổ chét luôn, ăn với cơm nguội nè. Ăn với cơm nóng nè, như dưa hấu, kèm dưa hấu hoặc là rau luộc căng rồi này kia. Trời ơi, không thì ăn không cũng được nữa. Mấy bạn mà kén ăn á, không có ăn rau á, ăn này không đảm bảo là hết cơm luôn. Nhìn hấp dẫn không, làm khô cũng dễ ha bạn, nhưng mà đảm bảo là mình ướp đừng có mặn quá, mặn quá ăn khát nước dữ lắm các bạn. Còn nếu như mình ướp thiếu muối á thì khô nó, thịt cá nó sẽ bụng, nó ra dòi. À, hôm bữa mình cũng đặt 5 kg cá ship vô trong cơ quan cho anh xã làm khô ăn với mấy anh em, mà nghe đồn khô thành mắm rồi đó, ra dòi các bạn. Ướp là phải đủ cái độ mặn của nó. Cái nghề này mình cho muối hột 3 muỗng, muỗng căng á, cho thêm 2 cái giá nước mắm này nữa, rồi 2 muỗng bột ngọt, 2 muỗng canh bột ngọt, 1 ít đường thôi, không cho đường cũng được, khô nó muốn mặn thì khỏi cho đường, nhưng mà mình có cho đường nha, cho nó dịu dịu dễ ăn. Sa tế 2 hũ, tiêu xay chắc cũng cỡ muỗng canh tiêu xay nè, đó thơm bát ngát luôn. Tiêu chuẩn để cho khô ngon là các cái loại gia vị nó vừa phải, và đặc biệt nó phải có cái độ mặn, nó mặn nó thì mới thành khô, chứ còn ngọt ngọt á là để chỉ để ăn chơi thôi, ăn cơm nó không ngon đó bạn. Và cá tươi mình cạo thật là kỹ cho nó khỏi tanh hôi á, mình sợ cái mùi cá phi nó hôi cỏ nên là cạo rửa rất là kỹ nè, sạch trơn luôn, cá phi tươi xanh nữa bạn, nhìn rất là ngon nha các bạn. Nếu như ở nhà các bạn có cà phê á, các bạn cũng có thể làm để ăn từ từ, để trong ngăn đông á, làm khô xong bắt đầu để trong tủ đông á, bảo quản được lâu, chừng nào muốn ăn thì lấy ra chiên hoặc là nướng đều được, để trong ngăn đông thì nó không có bị mốc, để lâu nó không hư, chứ để trong ngăn mát tủ lạnh á, đôi khi lâu quá là nó mốc á các bạn. Để trong ngăn đông ha.
Vừa rồi mình đã giới thiệu cho các bạn cái món cà phê khô, cà phê nhà mình tùy theo cái cách tẩm ướp của mỗi gia đình mà có khi chúng ta sẽ có những cách chế biến khác nhau, nhưng mà cái món này thì mình làm đó nhà mình ăn quen nè bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ha. Cảm ơn các bạn đã coi hết cái video của mình.